Thấy thầy nói về cái dấu hiệu so sánh một để mà tìm cái điều kiện hội tụ của cái chuỗi hướng dương đó. Trong cái trường hợp mà quên hỏi nữa, các em thấy cái màn hình của thầy đúng không? Dạ thấy thầy ơi. Trong cái trường hợp mà mình cũng tìm ra hai cái chuỗi số dương, mình tìm ra hai cái chuỗi đó nhưng mà mình không biết cái chuỗi nào là chuỗi lớn, chuỗi nào là chuỗi bé à, thì mình sẽ dùng cái kỹ thuật này, tức là mình sẽ lấy cái số hạng của cái chuỗi U đó, số hạng tổng quát của nó là UN, và mình chia cho cái số hạng tổng quát của cái chuỗi VN à, cái chuỗi V đó. À, mình lấy cái tỷ số này, xong đó mình lấy cái giới hạn khi n tiến tới vô cùng, và giả sử mình tìm được cái giới hạn này là cái số k à, số k, và nếu như k là một cái số dương mà nó nhỏ hơn vô cùng, tức là nó là một số dương ngũ hạng, tức là nó xác định luôn, thì như vậy thì cả hai chuỗi này nó cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ. Cùng hội tụ và cùng phân kỳ có nghĩa là sao? Nếu mà cái chuỗi mà U hội tụ á, UN mà nó hội tụ thì nó sẽ kéo theo cái chuỗi V hội tụ, cái chuỗi V là hội tụ. Và ngược lại đó là nếu mà cái chuỗi UN này á, UN này mà nó phân kỳ thì suy ra cái chuỗi còn lại cũng phân kỳ à, cái chuỗi V phân kỳ. Có nghĩa là đây nó cùng hội tụ cùng phân kỳ à. Đấy. Ngược lại là nếu như cái chuỗi V này mà nó hội tụ thì U cũng hội tụ, mà V phân kỳ thì U cũng phân kỳ, tức là đây nó cùng hội tụ cùng phân kỳ à. Đó. Còn trường hợp mà k bằng không á, thì lúc này đó cái chuỗi V hội tụ thì cũng kéo theo cái chuỗi U hội tụ. Có nghĩa là lúc nào mà k bằng không á thì mình thấy là kể từ khi nó sẽ tồn tại cái số là không, để mà mỗi cái số hạng của cái chuỗi U nó sẽ nhỏ hơn số hạng của chuỗi V nếu mà cái k này bằng không nè. Nếu k bằng không thì có nghĩa là từ cái số hạng là không rồi đó trở đi thì cái UN lúc nào cũng bé hơn V nè. Như vậy thì cái U này nó đóng vai trò là cái chuỗi bé, còn V là chuỗi lớn. Mà nếu mà chuỗi lớn mà nó hội tụ thì cái chuỗi bé cũng hội tụ, cho nên là ở đây nếu mà cái k mà không thì mình sẽ trở về giống cái dấu hiệu so sánh một à. Thì lúc này cái V là nó đóng vai trò giống cái chuỗi chuỗi lớn, còn U nó trời chuỗi bé. Còn nếu mà k nó bằng dương vô cùng luôn thì có nghĩa là cái chuỗi V trở thành chuỗi bé, còn chuỗi U là trở thành chuỗi lớn à. Mà nếu mà chuỗi bé mà phân kỳ thì cái chuỗi lớn cũng phân kỳ theo dấu hiệu so sánh một. Nhưng mà thường á là mình sẽ dùng dấu hiệu so sánh hai thì ở chỗ mình thường thường sử dụng cái chỗ mục A này nhiều hơn. À, nếu mà nó mục B nó xảy ra đó thì coi như là đảo về dấu hiệu so sánh một rồi. Thì như thầy nói đó, thì dùng dấu hiệu so sánh hai để mà chứng minh sự hội tụ của chuỗi là mình đã khi khi mà mình cũng biết là có một cái chuỗi nào đó nó hội tụ rồi. Đó, và mình muốn dùng cái đó để so sánh với cái chuỗi mình đã xét, nhưng mà mình không có biết đánh giá là nó lớn hơn hay nhỏ hơn, cho nên là mình sẽ dùng dấu hiệu so sánh hai à. Thì ví dụ như đây là cái bài này lúc nãy đó là mình đã dùng cái dấu hiệu so sánh một rồi, mình đã chứng minh nó hội tụ rồi ha. Bây giờ mình phải cũng dùng cái dấu hiệu so sánh hai luôn, mình chứng minh cái chuỗi này hội tụ luôn. Thì lúc nãy cái chuỗi cái UN của mình đó, UN của mình đó là nó chính là cái số này, một chia cho căn bậc hai của n nhân cho n bình phương cộng một. Thì cái chuỗi UN của mình là cái này. Còn còn cái VN là lúc nãy mình lấy 1/n^3/2 đúng không? Đấy. Thì nếu mà mình lấy UN này mình chia cho VN này thì nó chính là cái này. UN chia VN đúng không? Cái này nó chính là UN này. Chia cho VN đấy, UN chia VN, cái này nó chính là U UN chia cho VN đấy, và tính cái ly nó ra
Rồi cái liên này thì nó ra bằng số 1. Mà số 1 á, thì nó ra cái khung giống theo cái khung A này. Khung A này. Số 1 là lớn không, nhỏ vô cùng. Đào. Cho nên là hai cái chuỗi, mà một cái chuỗi mà nó có cái số hạng tổng quát là VN, còn cái chuỗi cái số hạng tổng quát là UN. Cái này nó cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ. À, cùng hội tụ cùng hoặc cùng phân kỳ. Vậy thì nếu mà một trong hai chuỗi này hội tụ thì cái chuỗi còn lại hội tụ, mà một trong hai chuỗi phân kỳ thì cái chuỗi còn lại cũng phân kỳ. Cho nên là chỗ này á, là mình biết là cái chuỗi này nó hội tụ rồi. À, chuỗi này hội tụ rồi, theo cái chú ý của mình là nêu ở trên đây nè, chú ý này nêu trên đây nè, tức là một phần n mũ s mà lấy cái tổng từ n từ một đến cuối cùng. À, thì cái chuỗi này là cái chuỗi hội tụ. À, nếu mà n nếu mà s mà nó lớn hơn một thì cái chuỗi hội tụ. À, thì ở đây á, thì mình dùng cái dấu hiệu so sánh hai, thì ở đây rõ ràng là s này nó bằng nhiêu, chuỗi này là cái chuỗi hội tụ, lý do là cái s nó bằng 3 phần 2 là nó lớn hơn 1, s nó bằng 3 phần 2 lớn hơn 1, đúng không? Nên cái chuỗi này là cái chuỗi hội tụ. Và do hai cái chuỗi U với chuỗi V này nó cùng hội tụ hoặc là cùng phân kỳ, mà một trong hai chuỗi này, tức là cái chuỗi V này nó hội tụ và suy ra cái chuỗi còn lại hội tụ. Đấy. Thì cái này mình gọi là dấu hiệu so sánh hai. Để bây giờ mình sẽ đi vào nghiên cứu tiếp là cái dấu hiệu tiếp theo, đó là cái dấu hiệu Cauchy. Dấu hiệu Cauchy là để tìm cái sự hội tụ của để xét sự hội tụ của một cái chuỗi số dương mà mình không cần tìm một cái chuỗi nào khác bên ngoài, tức là mình bản thân cái chuỗi này là mình đánh giá luôn để xem nó hội tụ hay phân kỳ. Thì ở đây đó là một cái chuỗi mà một cái số hạng tổng quát của nó là ký hiệu là UN, đúng không? UN. Và mình lúc này mình sẽ lấy căn bạc N của UN ra. Đó, lấy căn bạc N của UN ra. Và sau đó mình cho cái N tiến tới vô cùng. Là cái giới hạn này mình sẽ đặt bằng chữ C. Thì nếu như cái C mà nó nhỏ hơn 1 á, thì cái chuỗi này là cái chuỗi hội tụ. Còn nếu mà C lớn hơn 1 thì cái chuỗi này là chuỗi phân kỳ. Nha. Chuỗi phân kỳ. Đây là cái dấu hiệu Cauchy. Đó. Thì bây giờ đó, cái trong trường hợp mà C bằng 1 á, thì mình chưa có khẳng định được cái chuỗi này hội tụ hay phân kỳ nha. Mình chưa kết luận được. Lúc đấy thì mình sẽ sử dụng cái dấu hiệu khác. Thì chúng ta xét cái ví dụ 4.3. Ví dụ 4.3 thì xét sự hội tụ của cái chuỗi số này, thì cái UN của mình á, chỗ này cái UN của mình nó chính là cái biểu thức này, cái biểu thức dưới dấu căn này nè. UN là nguyên cái này, đúng không? À, đây UN này. UN là nguyên cái này, UN, đúng không? Thế thì bây giờ mình lấy căn bạc N của UN, tức là căn bạc N của nguyên cái cụm này, đúng không? Nguyên cụm này thì mình có là căn bạc n của 1 phần 2 mũ n đó, thì nó bằng 1 phần 2 đó. Đúng không? Thì 1 phần 2 mình đem ra ngoài, 1 phần 2 này mình đem ra ngoài đó. Còn còn 1 cộng cho 1 phần n mà mũ n bình phương. Mũ n bình phương thì thật ra nó là mũ n mà tất cả mũ n lý thừa của lý thừa đó, đúng không? Mũ n nó như thế này. Đấy, thì bây giờ mình lấy căn bạc n đó ra, căn bạc n đó ra. Đấy, thì cái số n này nó sẽ triệt tiêu chứ cái này, thì nó sẽ mất dấu căn, thì nó sẽ còn là một cộng một phần n mũ n thôi, một cộng một phần n mũ n thôi. Nhưng mà cái lim cái giới hạn này là nó ra số e, giới hạn này em coi là cái giới hạn thứ 26 mà mình thứ 27 mà mình đã học ở buổi đầu tiên đó, thấy không? Thì cái giới hạn này nó bằng e đấy. Thì em thấy cái giới hạn này bằng e, mà e đó là một cái số nó lớn hơn một, nó lớn hơn hai, thấy không? Số e của mình ở trên máy tính là nó bằng khoảng 2,71, 2,718, và e chia cho 2, thấy không? E chia cho 2 là nó lớn hơn một, nó 1,35, 36 rồi, thấy không? Cho nên là cái số này nó lớn hơn một rõ ràng. Mà nếu lớn hơn một thì cái chuỗi này là cái chuỗi phân kỳ. Đấy.
Ở đây mình sẽ dùng dùng cái dấu hiệu Cauchy để mà xét sự hội tụ phân kỳ của cái chuỗi số này. À, tiếp theo là mình xem cái ví dụ số số 4.4. Ví dụ số 4.4 thì em thấy là nó kêu khảo sát cái sự hội tụ của chuỗi này. Đấy, thì bây giờ mình cũng dùng cái dấu hiệu Cauchy. Nguyên nguyên cái chỗ này đó thì ở đây đó là thằng này nó chính là gì? Thằng này nó chính là UN nè, UN. Và mình sẽ đi lấy cái căn bậc n của UN này ra, thấy không? Căn bậc n của UN ra. Thì mình nhớ cái công thức là căn bậc n của a phần b thì bằng là căn bậc n của a chia cho căn bậc n của b, thấy không? Như thế chỗ này nó căn bậc n của một cái biểu thức cái phân thức thì nó sẽ bằng căn bậc n của cái tử và chia cho căn bậc n của mẫu. Nhưng mà căn bậc n của a mũ n thì nó bằng a, nhớ chưa? Đấy, thì cái đây này thì chỗ này nó còn là căn bậc hai của hai thôi. Và chỗ này các em lưu ý thêm nữa là gì? Là cái lim lim của căn bậc n của n là lúc nào cũng bằng một. Lim căn bậc n của hai hai n cái này của hai n trừ một nó cũng bằng một luôn, khi n tiến dưới vô cùng. Đấy, cái lim này mình thừa nhận kết quả thôi nên mình không có chứng minh. Đấy. Thì như vậy á, thì ở đây là cái giới hạn này nó sẽ bằng là một chia cho căn bậc hai của một chia cho căn bậc hai của hai, và cái số này là nó nhỏ một thôi, nhỏ một. Thì ở đây là nó có phần giải thích là tại sao lim này nó bằng một đó, thì em có thể tham khảo thêm em muốn giải thích ha. Như vậy thì cái C này nó nhỏ một cho nên cái chuỗi này là cái chuỗi hội tụ ha, chuỗi hội tụ. Tiếp theo đó là mình sẽ nghiên cứu cái dấu hiệu tiếp theo gọi là cái dấu hiệu D'Alembert. Cái này mình đọc là giống tiếng Việt đó, mình đọc là D'Alembert. 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 Đó. Thì cái đối với cho một cái chuỗi số dương mà số hạng tổng quát nó là UN như thế này. Bây giờ thầy giảng thao thao bất tuyệt mà không biết là các em có theo kịp không, bây giờ hỏi lại. Alo, chúng ta có nghe tiếng thầy không ạ? Dạ có thầy ơi. Rồi, thầy cảm ơn. À, có phản ứng rồi. Rồi. Rồi, tiếp theo ha. Bây giờ thì cái chuỗi số dương, lưu ý là đây là chuỗi số dương nha. Chuỗi số dương mà số hạng tổng quát nó là UN. Như vậy thì ở đây mình sẽ lấy UN cộng 1, tức là cái số hạng phía sau chia cho số hạng phía trước. À, lấy cái giới hạn của nó khi n tiến đi vô cùng. Thì lúc này nó cũng có hai kết quả là nếu như d này mà nó nhỏ một thì cái chuỗi này là chuỗi hội tụ, còn nếu mà d này nó lớn một thì cái chuỗi này là chuỗi phân kỳ. À, còn nếu mà d bằng một thì chưa kết luận á, mình sẽ dùng cái dấu hiệu khác. Đấy, thì bây giờ đó là các em xem cái ví dụ 4.5, tức là mình sẽ khảo sát cái sự hội tụ của cái chuỗi này. Thì hiển nhiên đây là chuỗi số dương rồi, thì cái UN đó, UN mình lấy ra thì nó là 2 e mũ 2 n cộng 1 và chia cho n dây thừa. Thế còn UN cộng 1 rồi nó thế nào? UN cộng 1 đó, thì nó sẽ bằng là e mũ 2 lần của n cộng 1. Đúng không? Chỗ nào có n hai mà bạn n cộng 1 thôi. Đó. Và cộng thêm số 1 này nữa, cộng thêm số 1 này nữa. Và chia cho n cộng 1 dây thừa. Và các em lưu ý á, là n dây thừa đó, n dây thừa chắc là nó là n rồi nhân cho n trừ 1 rồi nhân cho n trừ 2 nhân chấm 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 nhân cho tới số 2 số 1 thôi. Còn n cộng 1 dây thừa đó thì nó là n cộng 1 rồi nhân cho n rồi nhân cho n trừ 1 rồi nhân cho n trừ 2
nhân chấm 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 nhân tới 2 tới 1 rồi. Như vậy thì cái số mà n cộng 1 chia thừa này á là nó hơn cái số n cộng dư thừa này gấp n cộng 1 lần. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tính cái lim là lấy cái UN cộng 1 mà chia cho UN. Thấy không? Thì mình sẽ lấy cái lim của UN cộng 1 nè, chia cho UN. UN cộng 1 của mình á thì chỗ này em nhân số 2 vô. Số 2 vô thì chỗ này là 2n. Chỗ này cộng 2, 2n cộng 2 mà cộng thêm 1 nó chính là 2n cộng 3, đúng chưa? 2n cộng 3. À, tức là thầy ghi thì bước đi. Đây chính là e mũ 2n cộng 3 và chia cho gì n cộng 1 dư thừa. Đấy. Thì ở đây nó sẽ là 2n cộng 1, 2n cộng 3, e mũ 2n cộng 3 chia cho n cộng 1 dư thừa. Và tất cả cái này mới chia cho UN, mà UN thì nó bằng là e mũ 2n cộng 1. Đúng không? Rồi chia n dư thừa. Đấy. Thì bây giờ đó là mình thấy là n cộng 1 dư thừa mà chia cho n dư thừa thì nó ra là n cộng 1 đúng không? Mình lấy cái cụm ở dưới này mình chia cho cái cụm ở trên này thì nó ra là n cộng 1. Thấy không? Nhưng mà nó dạng nằm ở dưới mẫu cho nên n cộng 1 phải qua đây. Đó, còn cái e này chia e này. Đó, thì mình chia thử nha. Thì mình có e mũ 2n cộng 3 mà chia cho e mũ 2n cộng 1. Thì chia hai lũy thừa cùng cơ số thì cái số số mũ của nó trừ nhau. Thấy không? À, trừ cho là 2n cộng 1. Đó. Thì 2n trừ 2n mắc 3 trừ 1 còn 2 tức là bằng e mũ 2. Đấy thì ra đây là e mũ 2. Không? À, thì cái lim này là nó bằng bao nhiêu? Cái lim này nó bằng bao nhiêu? Đó, lim này á, thì ở trên là một cái số hữu hạn rồi, tức là n bằng bao nhiêu thì ở trên nó vẫn là e bình phương thôi. Thấy không? À, e bình phương thì nó bằng khoảng bảy mấy thôi, e bình phương. Đấy. Thì ở trên đây là số bảy mấy thì chưa số số 8, còn dưới đây là khi nào tiến cái vô cùng thì nó lớn hoài. Chẳng hạn như nó lớn 1 triệu, 1 tỷ, 1 tỷ tỷ gì đó vân vân, thì lúc này cái số 7 mà em chia cho 1 tỷ tỷ thì coi như nó gần bằng số 0, nhưng mà nó không phải dừng ở 1 tỷ tỷ mà nó còn lớn hơn nữa, cho nên cái mẫu này là nó tiến tới vô cùng nè, tiến tới vô cùng. Còn cái tử này là nó tiến tới một là nó là số hữu hạn, số hữu hạn, hữu hạn tức là hữu hạn mà chia cho vô cùng ấy, thì nó ra bằng không. Thấy không? Đấy, hữu hạn chia vô cùng ra không, giới hạn là bằng không mà không ấy, thì nó là nhỏ hơn một. À, không mà nó nhỏ hơn một cho nên là cái chuỗi là cho là hồi tụ. Một cái điều các em cần lưu ý là nếu mà một cái chuỗi hội tụ á, một cái chuỗi mà hội tụ á, thì cái số hạn tổng quát nó sẽ có giới hạn bằng không, nhưng mà điều ngược lại không đúng nha. À, thì nêu một cái kết quả như thế. À, chúng ta có cái lưu ý như thế này, lưu ý nếu cái chuỗi mà nó có dạng số hạn tổng quát UN yêu cầu UN là dương ha, UN là chuỗi số dương. Nếu cái chuỗi này là hội tụ, thì cái lim lim của UN là nó bằng không. Nếu như cái chuỗi này hội tụ, không? À, ngược lại, nếu chúng ta có cái chuỗi dạng UN này với UN lớn không, không? Mà cái lim của UN bằng không, khác không chứ khác không. Thì suy ra cái chuỗi này phân kỳ, đấy. Nếu mà cái chuỗi này mà cái một mỗi cái số hạng của nó, cái lim á, lim của số hạng không quá mà nó khác không thì cái chuỗi này chắc chắn là phân kỳ. Còn ngược lại nếu mà nó là chuỗi hội tụ thì cái lim của UN bằng không, nhưng mà điều ngược lại là mà lim nếu mà mình có lim
u nào bằng không á, thì chưa thể suy ra, chưa thể suy ra là cái chuỗi u nào này hội tụ được. Thì em phải lưu ý, tức là nếu mà một cái chuỗi mà cái số hạng tổng quát đó, số hạng tổng quát nó có giới hạn mà không thì chưa chắc đó cái chuỗi đó hội tụ, à. Ngược lại nếu mà cái chuỗi nó hội tụ thì chắc chắn là liêm u nào mà không rồi. Còn nếu mà mình gặp liêm u nào khác không thì chắc chắn là cái chuỗi đó là phân kỳ. Cụ thể lúc nãy mình có cái chuỗi điều hòa đó, chuỗi điều hòa là cái chuỗi là tổng một phần n, n bằng một đến vô cùng đó. Thì cái chuỗi này là chuỗi phân kỳ. Mặc dù nó phân kỳ nhưng mà cái liêm của u nào nó vẫn bằng không, liêm u nào nó bằng không nhưng mà cái chuỗi này nó không hội tụ, không. Nhưng mà nếu mà em gặp cái chuỗi mà liêm u nào bằng không mà em kết luận nó hội tụ là không đúng, không. Bây giờ chúng ta khảo sát thêm cái ví dụ 4.6 là cái sử dụng cái tiêu chuẩn D'Alembert, không, tiêu chuẩn D'Alembert. Thì chỗ ví dụ 4.6 này thì mình sẽ có cái UN, UN thì nó sẽ bằng là 2N trừ 1 chia cho căn bậc 2 của N, căn bậc 2 của 2 mũ N, là cái này là UN. Còn cái này là UN cộng 1 nè, UN cộng 1. Tại sao UN cộng 1 nó như thế? Thì chúng ta ghi ra là UN nó bằng gì? 2N trừ 1 và chia cho căn bậc 2 của 2 tất cả mũ N. Còn UN cộng 1 thì chỗ nào nó có N thì mình thay N cộng 1 vô, phải không? Tức là 2 lần của N cộng 1 rồi trừ cho 1 chia cho căn bậc 2 của 2 tất cả mũ N cộng 1. Thì mình xử lý cái tử thức này vô, cái số 2 này mình nhân vô đây là nó ra 2N. Còn số 2 này nhân cho 1 này nó ra là 2. 2 mà trừ cho 1, phải không? Còn căn bậc 2 của 2 mũ N trừ 1 thì giữ nguyên. Đấy. Như vậy thì n cộng 1 cho mũ n cộng 1 thì nhập. Thì lúc này đó thì mình có 2 trừ 1. 2 trừ 1 là 1. Vậy thì cái UN cộng 1 nó sẽ là gì? Là 2N cộng 1 rồi chia cho cái số này. Đấy. Thì bây giờ đảo lại cái bài này, thì khi mà mình có cái liêm, mình tính cái liêm này chia bằng nhân nghịch đảo rồi kia, thì mình sẽ có là căn bậc 2 của 2. Thì căn bậc 2 của 2 mà mũ n cộng 1 và chia cho căn bậc 2 của 2 tất cả mũ n thì nó bằng là còn lại là căn bậc 2 của 2. Đó. Mà cái thằng này nằm dưới mẫu cho nên đây còn một phần căn bậc hai của hai này. Còn chỗ này là chia thì nó sẽ ra cái phân số này 2n cộng 1 chia n, và cái giới hạn này là nó bằng nhiêu, bằng một, không, giới hạn này bằng một. Vậy thì cái giới hạn này nó bằng một chia căn 2, mà một chia căn 2 đó là một cái số nhỏ một, cho nên là cái chuỗi đã cho là cái chuỗi trên đây là cái chuỗi hội tụ. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục khảo sát cái ví dụ 4.7. Xét ví dụ 4.7 là ở đây mình có cái chuỗi số mà nó có dạng là 1 chia cho n nhân n cộng 1. Thì cái chuỗi này nếu mà dùng dấu hiệu so sánh 1 thì mình vẫn làm được ha. Nhưng ở đây mình sẽ sử dụng cái tiêu chuẩn D'Alembert. Tiêu chuẩn D'Alembert thì cái UN nó chính là cái này là UN. Còn cái này là gì? Cái này là UN cộng 1. Lấy UN cộng 1 và chia cho UN, thấy không? Thì nó ra được cái giới hạn là gì? Mình chia bằng nhân nghịch đảo thôi. Thì ở đây nó sẽ là 1 N cộng 1 nhân N cộng 2, đúng không? Nhân nghịch đảo lại tức là nhân cho N cộng 1 và chia nhân cho N chia N cộng 1, nhân chia nghịch đảo. Thì cái thằng này đơn giản như thế này, đúng không? Đấy. Thì ở đây mình sẽ còn N chia N cộng 2 thôi. Đấy. Thì bằng
n chia cho n cộng 2. Thì cái lim này thì nó ra là 1. Và cái lim này bằng 1 cho nên ở đây là mình chưa thể kết luận được. Theo cái dấu hiệu D'Alembert thì mình chưa thể kết luận thằng này hội tụ hoặc phân kỳ gì cả. Nhưng mà nếu mà mình dùng dấu hiệu so sánh 2 thì mình sẽ kết luận được cái chuỗi mà số hạng tổng quát là đề cho này nè. Và cái chuỗi mà cái số hạng tổng quát là 1 phần n bình phương là nó cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ. Nhưng mà cái chuỗi này là cái chuỗi hội tụ cho nên chuỗi còn lại cũng hội tụ luôn. Cho nên là cái này cái dấu hiệu D'Alembert đó là nhiều khi đó mình không biết được cái chuỗi sử dụng dấu hiệu D'Alembert, mình không biết được cái chuỗi đó nó có hội tụ hay không. Nhưng mà nếu mà sử dụng dấu hiệu so sánh 2 hoặc là so sánh 1 thì lại tìm được cái chuỗi này là chuỗi hội tụ, thấy không? Thì cái phần này là phần lý thuyết là thầy vừa giảng cho các em xong. Còn cái phần bài tập á, thì chúng ta đánh dấu lại là những cái bài tập liên quan đến khảo sát sự hội tụ của chuỗi số dương nè. Mình sẽ khảo sát từ cái chuỗi số 6.1 đến là 6.22 luôn, ha. Thì các em đánh dấu lại thì chúng ta giải lao khoảng 10 phút rồi chúng ta vô tiếp tục là sửa, thầy sẽ sửa cho các em một số cái bài tập ở trong đây, ha. Và mình kết thúc buổi học sáng nay. Đấy. Thì chúng ta tạm thời ngưng một chút ha. Chúng ta vào học tiếp rồi chúng ta sửa mấy cái bài tập này. À, các em lưu ý là chỗ này thầy tô màu vàng ha, là cái này là nó có khả năng cho thi ha. Để kiểm tra. Thì hình thức kiểm tra là thầy cũng thông báo luôn là do là thầy không có, bây giờ thầy chạy Cần Thơ cũng được cho nên là kiểm tra là cũng online. Nhưng mà mỗi bạn một đề ha. Mỗi bạn một đề nữa thầy sẽ gỡ đề cho các em. Thì nội dung là trong những cái gì chúng ta đã học thôi ha. Thì khi mà các em làm xong á thì chúng ta sẽ gỡ gỡ cái hình của cái bài làm á, gỡ riêng cái Zalo cho thầy ha. Rồi. Chúng ta tạm thời ngưng chút nha các em.